lúc này em buông những lời em yêu người ơi hơn an. Đôi chân dường như chuồn bước, phía trước em bước bên người một người đến sau. Những điều gì khiến em yêu sâu đậm? Vì một trong hai thay đổi là cùng nghĩ chúng ta xa rời, là lúc đôi ta cảm thấy khoảng cách trong lòng sẽ trở nên là người thừa vai. Khi ai đó bỗng dưng xuất hiện, người khiến em phải quên lối và đánh đổi tất cả. Khi một người càng yêu đậm sâu thì người kia trở nên hững hờ. Có bao giờ tồn tại tình yêu bền vững dài lâu, hay cũng chỉ là tình cảm nhất thời? Đến một ngày tình yêu vụn vỡ thì vết thương chẳng thể khâu lành. Có bao giờ cảm xúc trong anh để được em thấu? Dù mạnh mẽ đến đâu, một khi đặt mức giới hạn giây phút yếu lòng, sự kìm nén bấy lâu sẽ phố bay hết tất cả. Đừng cố níu giữ lấy đôi tay một người đã cố muốn, thì nếu không là của nhau sẽ không thuộc về nhau. Cô chú tha cho mời đi cô chú. Cô chú đánh giết con cũng được cô chú.
Thôi, hai người đi đi, đi cho phức mắt tôi. Em đã không còn thương, vậy sao cô vẫn vương? Sau tất cả, hai ta chẳng chung một đường. Thật lòng em đã không còn thương, thì tôi xin khép tim lại. Đã không còn yêu thương chỉ nặng lòng em. Nếu không còn thương nhau thì xin giữ kỷ niệm.